Cuộc thi Trường học không ma túy, một sáng kiến của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, đã được triển khai nhằm trang bị cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông khắp cả nước những kiến thức cần thiết để nhận biết và đối phó với ma túy. Đáng chú ý, sự kiện này còn có sự góp mặt của cầu thủ nổi tiếng Quang Hải và diễn viên Lan Phương, nhằm mục đích lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một môi trường học đường lành mạnh. Hà Nội đã chứng kiến ngày hội lớn khi các em học sinh tại ba trường trung học cơ sở ở các quận Cầu Giấy và Chương Mỹ hào hứng tham gia. Quang Hải, với vai trò là hình mẫu cho thế hệ trẻ, đã chia sẻ những hiểu biết và quan điểm của mình về vấn đề ma túy, qua đó khẳng định lại tác động tiêu cực của nó tới sức khỏe và sự nghiệp của các vận động viên. Cuộc thi Trường học không ma túy không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn là nơi để các bạn trẻ thể hiện sự hiểu biết và quan tâm tới vấn đề xã hội này. Được tổ chức dưới hình thức game show truyền hình, chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTV2 bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi cuộc thi đến các trường học tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Đà Nẵng, TP, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn và Nam Định, qua đó góp phần tạo nên một thế hệ học sinh ý thức tốt về vấn đề ma túy.